đối tác của SOLARGROUP, Andrei Lobov, đã mang 5 mẫu xe khác nhau với động cơ được hiện đại hóa bằng công nghệ Slavianka đến sự kiện hội tụ những người Nga đam mê vận tải điện Electro Day 2020. Đó là xe 3 bánh Muravei, xe tải tự đồ điện Motomun, xe trượt tuyết điện, xe máy điện Suzuki X100 và xe trượt tuyết MELIA. Để so sánh thì năm ngoái, công ty STIN chỉ giới thiệu xe trượt có động cơ điện tại lễ hội. Tất cả các xe đều được trang bị động cơ cuộn dây kết hợp DA90S sản xuất theo giấy phép do ASPP gây hải cấp. Andrei Lobok đã chia sẻ ấn tượng của mình về Electro Day 2020 trong một cuộc phỏng vấn với Alexander Sudagen. Anh lưu ý, năm nay hầu như không có khách ngẫu nhiên, hầu hết những người tham gia đều là những người cùng chí hướng, thực sự đam mê vận tải điện. Điều này đã tạo ra một bầu không khí rất thân thiện và vui vẻ. Đồng thời, có nhiều người đã quen thuộc với động cơ nốt hơn năm ngoái. Có rất nhiều người tới tham gian hàng động cơ của nốt, nơi bạn có thể lái thử các loại xe dùng vị Anka. Trong khi năm ngoái chúng chủ yếu được quan tâm bởi những trẻ em lái xe trượt tuyết điện tại lễ hội Electro Day 2019, thì năm nay những động cơ này đã được đánh giá cao bởi người hâm mộ xe máy và yêu tốc độ cao. Andre Lỗ Bốc lưu ý rằng có rất nhiều xe máy tại triển lãm, bao gồm cả những chiếc có thiết kế tuyệt vời. Nhưng hiệu suất của những chiếc xe được trang bị Slavianca khiến khách tham dự vô cùng thích thú. Andre cũng nói về kế hoạch của công ty STIN liên quan tới động cơ của Zionov. Dự án tiếp theo là một chiếc xe máy điện dùng động cơ DA112S sẽ phát triển tốc độ hơn 100 km h và có quãng đường di chuyển xa. Một mục tiêu khác của công ty là tạo ra các bộ làm sẵn, động cơ. Bộ điều khiển, hệ thống dây điện, cho các loại xe máy phổ biến nhất, để người dùng có thể dễ dàng thay thế động cơ đốt trong bằng ổ đĩa điện. Bạn có thể đặt hàng các bộ với động cơ cơ của Zunook và nhận thông tin về các dịch vụ của STIN trên trang web của công ty tại đây HTTPS, trên trên, du trên. Hãy xem toàn bộ cuộc phỏng vấn với Andrei Lộ Bốc và chờ thêm video với những người tham gia khác của Electroday 2020 trong vài ngày tới.